Ok, chào mừng anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel review đồng hồ trên hãng của CityWatch. Hôm nay CityWatch rất vui mang về cho anh em một chiếc t-shirt cực kỳ là hiếm luôn. Đây là một chiếc t-shirt với kiểu là series diamond với cái màu sắc vô cùng tuyệt vời. Em này thì sở hữu màu sắc là màu khảm trai các bạn. Thì cái màu này thật sự luôn luôn mà mình gọi là cháy hàng toàn bộ. Khi nào mà có chiếc này ra thì hầu như khách hàng đều tìm tới và săn hết ngay lập tức. Và đây, chiếc t-shirt Lê Lóc, một phiên bản phải nói là cực kỳ là danh giá và cực kỳ hiếm của nhà t-shirt em này đây các bạn, phiên bản diamond nhé. Em này thì dòng khảm trai này thì nó sẽ có hai phiên bản, là phiên bản cọc vạch và phiên bản cọc diamond, cọc kim cương, là chiếc mình cầm trên tay để giới thiệu cho anh em ngày hôm nay đây. Bây giờ mình sẽ lấy ra cho anh em cùng xem và cùng chiêm ngưỡng em nó các bạn nhé. Đây anh em, nhân vật chính ngày hôm nay đây, mình sẽ tháo siêu cho anh em xem nhé. Sản phẩm này bên mình tất cả đều là hàng mới full box 100% luôn, nên các bạn yên tâm, và là hàng chính hãng các bạn nhé. Nếu là hàng rẻ bên mình sẽ đền gấp 10 lần giá trị. Và mua hàng bên CityWatch thì tất cả khách hàng đều cảm giác thật là yên tâm và uy tín rồi. Bên mình thì bảo hành sản phẩm là 2 năm. Ok, em này thì các bạn thấy không, đây chính là cái điểm nổi trội nhất, chính là thứ nhất chính là cái mặt đeo khảm xà cừ cực kỳ tuyệt vời và cực kỳ là hiếm có luôn. Thứ hai, đây là một phiên bản diamond với 8 cọc kim cương, làm rất là đẹp. Thì phiên bản diamond thì cũng khá là nhiều, nhưng đối với phiên bản diamond mà gọi là khảm xà cừ kiểu như thế này thì rất là nhiều khách hàng săn lùng luôn. Hầu như là chiếc nào mình về là hết ngay lập tức. Đơn cử mình về được 2 chiếc và chiếc này chỉ là chiếc cuối cùng đó các bạn. Rồi ok, mình sẽ đi vào nhân vật chính ngày hôm nay. T-shirt Lê Lóc khảm trai với mã số là T416423-96. Với đầy đủ những thông tin của hãng có để trên đây, Steel BBD trên 33, máy auto, tổng số đầy đủ những series mà cái mã code của nó. Rồi, em này thì có phần cây size là khá là tiêu chuẩn các bạn, của dòng đồng hồ Thụy Sĩ, size 39.3mm của dòng Lê Lóc, và độ dày chỉ có 9.75, tức là chưa tới 10 ly, lên tay rất là tuyệt vời. Em này thì độ dày lớp thì nó chỉ dao động khoảng tầm là 46-47 thôi, bây giờ admin sẽ lên tay thử cho anh em cùng xem nhé. Đây. Đây các bạn, đây các bạn thấy chưa, các bạn thấy chưa, đó, lên tay là cảm giác là khác ngay, không như những cái mặt đeo khác. Đeo này các bạn lên tay nó thật sự là quá sang trọng và quá độc và hiếm, mà người đối diện nhìn vô là các bạn cảm giác là rất là tự tin luôn, rất là đẹp. Đây mình là 16.5 các bạn nhé, lên tay dòng lên lóc cũng khá là ổn, thì như anh em có cổ tay khoảng là từ 15.5 thì lên tay dòng Lê Lóc là quá ok rồi. Những anh em cổ tay nhỏ và trung bình thì lên tay rất là hợp. Tay mình là 16.5 nhưng mà độ dày lớp em này thì nó rơi vào gần 47 nên là mình đeo khá là vô tư các bạn, rất là đẹp. 16.5 đeo cũng khá là ok luôn. Rồi ok, bây giờ tiếp theo mình sẽ nói về phần máy. Em này thì sử dụng của máy của nhà Thụy Sĩ, máy ETA 2008-24-2 với 28.800 vòng trên phút, và thời gian chịu cót em này là 38 tiếng các bạn nhé. Đây sử dụng máy automatic ETA, một cỗ máy rất là bền bỉ đến từ Thụy Sĩ, rất là tuyệt vời và sai số rất ấn tượng các bạn. Rồi em này thì chắc chắn là có đầy đủ những tính năng, lên có tay đây, lên có tự động, có bánh đà đây, và hacking stop khá là đầy đủ, phần chỉnh ngày giờ khá là đơn giản thôi. Anh em kéo ra nắp đầu tiên, anh em xoay thì chỉ khi đồng hồ anh em sẽ chỉnh được lịch ngày góc 3 giờ, và chỉnh giờ thì anh em kéo ra thêm nắp nữa và anh em chỉnh giờ thôi. Đó, phần kim rất nổi tiếng trên dòng Lê Lóc, vô cùng đẹp mắt và sắc sảo. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp về phần mặt đeo, mặt mà mình rất là thích thú khi review em này, với phần mặt đeo màu khảm trai đẹp phải nói là mê ly luôn. Các bạn thấy không, nhìn vô các bạn sẽ thấy là bị đốn tim và ngã gục ngay từ ảnh nhìn đầu tiên. Với 8 cọc số kim cương cùng với là các cọc số la mã ở vị trí góc 12 giờ, 3 giờ, 6 giờ và 9 giờ làm đan xen với nhau, làm cho một cái hưởng nói là cực kỳ nam tính và lịch lãm. Anh em để ý với các bạn sẽ thấy một cái vòng tròn này, vòng tròn thì nó sẽ chia cái lồng này ra làm 2 lồng, bên trong và bên ngoài. Bên ngoài thì có những cái cọc số và kim, cọc số và cọc diamond. Bên trong thì nó sẽ là, bên trong nó sẽ chứa những thông tin của hãng, là cái logo của t-shirt 1853 quay thuộc và dòng chữ Lê Lóc và máy automatic ETA. Dưới này dòng chữ Swiss Made, sản xuất tại Thụy Sĩ, rất là danh giá. Góc lịch ngày, góc 3 giờ quay thuộc. Thì kiểu thiết kế này thì khá là cổ điển thôi, nhưng mà nó đem đến cho người tiêu dùng một cảm nhận thật sự là không bao giờ lỗi thời, và phải nói là vô cùng hút hồn. Em này thì có nước mạ rất là đẹp, mạ em này mạ BBD, mạ BBD với tông màu rose thời thượng và gọi như là sang trọng nhất hiện nay. Thì
Em này thì có độ hoàn thiện phải nói rất là đỉnh cao. Anh em rờ vô các bạn sẽ thấy được cái độ hoàn thiện của phần niềng này phải nói rất là tuyệt vời, với phần niềng bên hông được đánh bóng và satin rất là mịn. Riêng cái nấm chỉnh giờ thì anh em sẽ thấy là được có khắc logo chữ T và được làm mã bóng luôn. Phần viền bên sô sẽ được mã bóng luôn các bạn nhé, và phần tai cũng được mã bóng. Riêng phần viền sẽ được là phay xước và đánh satin thì nó sẽ góp phần làm cho phần viền này đỡ bị trầy xước hơn khi anh em sử dụng. Rồi cái phần kim này lúc nãy mình đã có nói rồi, kim này là kim đặc trưng của dòng Lelox với cái thiết kế hình lá liễu các bạn rất là đẹp. Kim dây là một phần kim cũng khá là thanh mảnh và có cái phần phần oval, phần elip ở phần cuối kim nhìn khá là tinh tế đó. Rồi em này thì chắc chắn rồi sẽ trang bị mặt kính là mặt kính sapphire chống trầy các bạn nhé, nên anh em có thể thoải mái sử dụng em nó mà không lo vấn đề bị chảy xước ảnh hưởng tới độ thẩm mỹ của chiếc đồng hồ. Em này thì sử dụng phần dây là dây caskin, dây da bò và được dập vân cá sấu màu đen rất là đẹp đấy, cá sấu màu đen. Và trên mặt trên dây thì sẽ được là phủ một lớp bóng làm cho chiếc dây nó trở nên bóng lưỡng và nó sang trọng. Rồi em này sẽ được trang bị là một chiếc khóa, khóa này là khóa truyền thống của nhà Tissot, khóa bướm và trên này có khắc logo chữ T. Khóa này sử dụng khá đơn giản thôi, anh em nhớ giật ra hai lần nhé. Đây, giật một lần và giật hai lần thì anh em sẽ sử dụng khá thoải mái. Thì khóa này riêng dòng Lelox thì nó không có nút bấm thì anh em phải giật các bạn nhé. Thì tuy hơi bất tiện xíu nhưng mà mình nghĩ cái này cũng không thành vấn đề. Rồi, tiếp theo mình sẽ nói về phần mặt sau dây. Mặt sau dây này thì dây này có kích thước là đầu dây là 19 và đuôi dây là 18. Và trên dây thì có dập những thông số của hãng khá là đầy đủ. Tissot 1853 quen thuộc với những cái thông tin mã số của dây luôn, khá là đầy đủ. Và đây, một phần chi tiết mình muốn nói tiếp theo chính là phần mặt K-Boss của dòng Lelox cảm trai này. Thì cũng như bao em Lelox khác thì cái dòng Lelox cảm trai này thì chắc chắn rồi, nó cũng tương tự như vậy. Và nó sở hữu một vẻ đẹp phải nói là kinh điển các bạn, đẹp kinh điển luôn. Chỉ trên dòng Lelox mới có được cái vẻ đẹp như thế này thôi. Hầu như tất cả các dòng sản phẩm mình review thì không có cái dòng sản phẩm nào có một cái thiết kế mặt lắp lưng đẹp như dòng Tissot Lelox, chắc chắn và khẳng định như vậy luôn. Và anh em sẽ thấy là đây, chỉ làm hai lòng quen thuộc và ở giữa là dòng chữ Tissot 1853 với dòng chữ Machinist và Automatic đặc trưng, cùng với đó là những cái tạo hình rất đẹp từ những hoa văn và những cái dòng chữ Athenish 33 series sản phẩm mã code, rồi kính sapphire và dùng chữ Lelox và cái logo đặc trưng của dòng sản phẩm này phải nói là đẹp tuyệt vời. Chứ dừng lại ở đó thì em sẽ thấy được cái màu mà BVD cực kỳ là sang trọng. Chiếc này thì còn mới nguyên siêu nên thấy là cái siêu đấy mình vẫn còn và cái mã code của nó rất là đẹp tuyệt vời luôn. Anh em nhìn vô anh em chắc sẽ mê mệt, phải nói là mê mệt luôn. Chính vì vậy bởi vì sao thì em nói nó hiếm như vậy. Đó, vừa đẹp về mặt đáy và mặt trên thì cảm trai và nó là đẹp. Ok, về phần giá thì em này có mức giá ngoài hãng thì tạm mình nhớ đâu rộng khoảng tầm 21-22 triệu các bạn, khá là cao. Nhưng mà luôn luôn trong tình trạng cháy hàng vì em nó thật sự rất là hiếm với giá cao, nhưng mọi khách hàng đều muốn săn lùng. Nhưng mà đặc biệt ngày hôm nay thì Stewart rất may mới săn về cho anh em được hai chiếc với mức giá vô cùng tiết kiệm, chỉ đâu đó là khoảng 11 triệu thôi. Đó, về mức giá chi tiết thì anh em đã tham khảo và cập nhật bản mình để phần mô tả bên dưới các bạn nha. Anh em sẽ tiết kiệm được tới 50% giá tiền khi anh em so tiền mua ở ngoài hãng. Rất là ấn tượng đấy. Nếu anh em nào mà chót yêu dùng sản phẩm này và tìm bấy lâu nay nhưng mà không có hàng thì hãy liên hệ ngay với số hotline của admin là 0938777214, hoặc có thể nhắn tin qua Zalo MS sẽ được mình tư vấn để mua em nó ngay. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của CityWatch. Nếu anh em nào thấy hay thì đừng ấn like, subscribe kênh đăng ký của CityWatch. Và đừng quên để lại nút chuông để theo dõi những video tiếp theo mà CityWatch sẽ đăng lên nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.